Vinh xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Thủy sản Việt Nam, chương trình do VTV4, Đài truyền hình Việt Nam, Ban truyền hình báo Sài Gòn Tiếp thị và Công ty truyền thông Tây Việt phối hợp thực hiện với sự đồng hành của Hiệp hội Chế biến Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam và SEP và Công ty cổ phần Việt An, Amphifish. Thưa quý vị, như thường lệ, bản tin sẽ mở đầu chương trình Thủy sản Việt Nam kỳ này. Chuyện thương trường có cuộc trao đổi với ông Trương Đình Hòe, Tổng thư ký Hiệp hội Chế biến Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam và SEP xung quanh sự ảnh hưởng của đồng đô la với xuất khẩu thủy sản và chuyện xuất khẩu tôm vào Nhật Bản. Một thương hiệu xin giới thiệu đến quý vị nghề nuôi và thú chơi cá cảnh ở thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ Tuyết Vinh xin mời quý vị cùng đến với những thông tin đầu tiên của chương trình qua tiết mục Toàn cảnh. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có quyết định số 1921 thông báo từ ngày 31 tháng 12, tất cả các sản phẩm chế biến từ cá tra, cá ba sa xuất khẩu đều phải sử dụng tên thương mại in trên bao bì là cá ba sa. Cũng theo quyết định trên, để ghi trong nhãn hàng đăng ký là ba sa, thì doanh nghiệp xuất khẩu phải có được tên khoa học, tên thương mại của cá tra, cá ba sa của những nước vùng lãnh thổ nhập khẩu mặt hàng này. Được biết, hiện có trên 150 quốc gia vùng lãnh thổ nhập khẩu các sản phẩm chế biến từ cá tra, cá ba sa, nên việc yêu cầu các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản phải in tên thương mại là ba sa trên bao bì. Về lâu dài, đó là cách làm thương hiệu cho ngành thủy sản Việt Nam. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Vĩnh Long, mặc dù chịu ảnh hưởng giá thức ăn tăng cao trong khi giá cá tra giảm mạnh, song diện tích và sản lượng nuôi trồng thủy sản đều tăng. Đến nay toàn tỉnh có trên 2.400 ha diện tích nuôi thủy sản, tăng 289 ha so với cùng kỳ, sản lượng đạt 102.250 tấn, tăng 19.048 tấn, chiếm 81,5% so với kế hoạch. Toàn tỉnh có 655 lồng bè nuôi thủy sản, tăng 130 chiếc, 304 hộ nuôi cá tra thâm canh với 402 ha ao đầm, trong đó có 275 ha ao đầm đang thả nuôi. Theo Tổng cục Thống kê, sản lượng nuôi thủy sản nước ta từ đầu năm đến nay đạt trên 2.000 tấn, tăng gần 5% so với cùng kỳ, trong đó cá đạt 1.526.000 tấn, tăng 4,5%, tôm đạt 320.000 tấn, tăng gần 7%. Các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long và Trung Bộ chiếm tỷ trọng khá nhất. Hiện nay, giá tôm nguyên liệu ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã đạt mức cao nhất trong vòng 10 năm qua, gấp đôi năm 2009. Trong đó, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, thương lái đến thu mua tận ao loại 20 con một ký, giá 210.000 đồng một ký, loại 30 con một ký, giá 170.000 đồng một ký, loại 40 con một ký giá 120.000 đồng một ký. Thưa quý vị, việc xuất khẩu tôm vào Nhật Bản đang gặp khó khăn trong thời điểm giá tôm nguyên liệu tăng cao. Bên cạnh đó, giá vàng và đô la biến động không ngừng đã tác động nhiều chiều khác nhau đối với sản xuất và xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Cuộc trao đổi của biên tập viên chương trình với ông Trương Đình Hòe, Tổng thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam và SEP sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về những vấn đề đặt ra. Thưa ông, những ngày qua giá vàng, giá đô la thế giới liên tục biến động. Vậy điều này nó ảnh hưởng như thế nào đến cái tình hình xuất khẩu thủy sản của Việt Nam ạ? Xuất khẩu thì liên quan đến vấn đề tỷ giá và có thể nói rằng là Việt Nam mình xuất khẩu chủ yếu là bằng đồng ngoại tệ là đô la Mỹ. Do đó những cái biến động của cái thị trường tỷ giá hiện nay, đặc biệt là cái sự mất giá của đồng đô la so với các đồng tiền khác thì cũng đang có một cái ảnh hưởng tương đối là lớn lên cái xuất khẩu của thủy sản Việt Nam. Thì trong đó cái ảnh hưởng lớn nhất tức là vấn đề với cái tỷ giá nó đồng đô la nó yếu đi thì rõ ràng là nó cũng kích thích cho cái việc các cái thị trường người ta mua nhiều hơn. Và bên cạnh đó thì cái tỷ giá Việt Nam đồng so với đồng đô la cũng có cái sự nhích lên, ở đó cuối cùng nó cũng có những cái tác động nó tạo cái mức độ là gia tăng cái việc xuất khẩu. Tuy nhiên bên cạnh đó thì cái đồng đô la nó mất giá thì cũng đồng thời với cái việc là cái hàng nhập khẩu vào thì nó cũng phải chịu một cái giá nó cao hơn. Và cái việc mà hiện nay với cái nguồn tôm cũng như nguồn cá là những cái mặt hàng sản xuất chủ yếu của Việt Nam thì được thu mua từ các cái nguồn nguyên liệu là nuôi thì nó cũng có những ảnh hưởng trực tiếp về mặt cái giá thành trong cái quá trình mà về vấn đề thu mua, tức là về vấn đề nuôi các cái sản phẩm thủy sản. Thế do đó có thể nói rằng là cái tác động của cái việc mà biến động của tỷ giá đồng đô la thì nó vừa một mặt tích cực, tức là nó giúp cho cái quá trình xuất khẩu nó được tốt hơn do các cái thị trường họ
mua vào nó mạnh hơn. Tuy nhiên bên cạnh đó thì nó cũng tác động trực tiếp đến cái giá thành của vấn đề nuôi trồng, và nó cũng có cái ảnh hưởng đến cái việc mà xuất khẩu của mình. Được biết việc xuất khẩu tôm vào thị trường Nhật Bản thì nay gặp rất là nhiều khó khăn, và nguyên nhân chính là do việc từ phía Nhật đã tiến hành kiểm tra chỉ tiêu tribulurin đối với 100% các cái lô hàng tôm khi mà nhập vào cái nước này. Vậy ông có thể cho biết cụ thể hơn về vấn đề này ạ? Vâng. Vừa qua thì trong tháng 7 năm 2010 thì phía các cơ quan kiểm soát về vệ sinh an toàn thực phẩm của Nhật Bản đã phát hiện một lô tôm của Việt Nam có chứa cái hoạt chất trifluorin. Thì đây là một cái hoạt chất mà không được chấp nhận trong cái thực phẩm xuất khẩu vào Nhật Bản. Thì do đó thì theo cái luật thực phẩm của Nhật Bản thì họ tiến hành kiểm tra 30% các cái lô hàng tôm của Việt Nam vào với cái chỉ tiêu về vấn đề trifluorin. Thế thì sau đó thì đến tháng cuối tháng 10 thì phát hiện tiếp một lô hàng nữa. Và như vậy theo luật thì họ sẽ nâng cái tần suất kiểm tra lên là 100%. Thì cái điều này nó đang làm một cái ảnh hưởng rất là lớn đến cái việc xuất khẩu của tôm Việt Nam và Nhật Bản. Việt Nam hiện nay xuất khẩu khoảng hơn 40.000 tấn tôm vào Nhật hàng năm và chiếm cái tỷ trọng khoảng hơn 20% tổng cái sản lượng nhập khẩu về tôm của Nhật Bản. Thì đây có thể nói là một cái thị trường lớn, đồng thời Việt Nam cũng là một cái nguồn cung cấp hết sức là quan trọng. Tuy nhiên với cái việc mà phát hiện và kiểm tra cái chỉ tiêu trifluralin trong tôm hiện nay thì nó dẫn đến một số các cái khó khăn cho cái hoạt động xuất khẩu của mình. Cái đầu tiên là vấn đề là các cái hợp đồng là buộc lòng là phải kiểm tra toàn bộ các cái khâu về vấn đề chỉ tiêu này trước khi xuất khẩu. Thứ hai, khi vào đến Nhật thì tất cả các lô hàng đều bị ghim lại, bị giữ lại để tiến hành kiểm tra, và như vậy nó mất một cái khoảng thời gian khá dài cho cái việc để mà có thể là đưa cái lô hàng vào lưu hành. Thì đồng thời nó cũng ảnh hưởng đến cái tốc độ tiêu thụ, và đồng thời bên cạnh đó thì nó cũng có những cái tác động rất là lớn đến vấn đề thị trường. Vậy thì đối với các cái doanh nghiệp mà khó kiểm tra như vậy, đối với các cái trifluralin đó, thì các doanh nghiệp đã có những cái giải pháp nào, đã và đang có những cái giải pháp nào để hạn chế cái tình trạng trên ạ? Công tác chủ yếu hiện nay là làm sao để mà ngăn chặn từ gốc, tức là cái việc sử dụng của người nuôi trong cái quá trình xử lý ao cũng như là xử lý nuôi tôm bằng các hoạt chất này, để nhằm là cắt đứt các cái nguồn có thể là lây nhiễm. Cái thứ hai nữa thì cũng thống nhất với một cái cách làm theo vấn đề là các doanh nghiệp phải khoanh lại tất cả các lô hàng mà họ đã mua cũng như chế biến trước đây, và trên cơ sở đó kiểm tra tất cả các cái lô hàng này một cách chủ động về vấn đề là trifluralin, nhằm có thể là ngăn cản các cái lô hàng bị nhiễm có thể được xuất khẩu sang thị trường Nhật. Một cái đặc điểm là bởi vì trifluralin thì với một cái nồng độ 1 ppb như quy định của Nhật Bản hiện nay thì thực sự mà nói cũng là một cái mức quá thấp so với cái quy định chung về trong thực phẩm. Tuy nhiên rằng đây là quy định cho nên là mình vẫn phải tuân thủ. Do đó cái việc kiểm tra khoanh vùng lại các cái lô hàng mà đã sản xuất cũng là một việc cần thiết. Thì chúng tôi cũng hy vọng rằng với cái việc phát hiện và xác định rõ cái nguyên nhân là từ cái khâu sử dụng trong nuôi, kết hợp với các cái biện pháp của các doanh nghiệp trong cái quá trình kiểm soát từ khâu thành phẩm đã sản xuất cũng như là các cái lô tôm mà chuẩn bị đưa vào sản xuất, thì trên cơ sở có lẽ trong vòng khoảng vài tháng từ đây đến cuối năm thì cái vấn đề trifluralin nó sẽ được giải quyết, và trên cơ sở sẽ giúp có thể là tạo cái tâm lý ổn định lại cho nhà nhập khẩu và giúp cho cái quá trình xuất khẩu tôm vào thị trường Nhật Bản trong thời gian tới nó tốt hơn. Vâng, cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trao đổi hôm nay. Thưa quý vị, nghề nuôi cá cảnh và thú chơi cá cảnh đang phát triển khá mạnh ở nhiều đô thị của Việt Nam hiện nay. Từ chỉ vài điểm mua bán và số lượng người chơi ít ỏi cách đây vài năm, thì nay con số này đã tăng lên gấp nhiều lần. Có nơi như thành phố Hồ Chí Minh còn hình thành hẳn hoi hội cá cảnh. Tiết mục thương hiệu xin gửi đến quý vị những hình ảnh thú vị về nghề nuôi và thú đam mê cá cảnh ở thành phố Hồ Chí Minh nhé. Thị trường cá cảnh, mà đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh, vốn khá nhộn nhịp trong những năm gần đây. Đến với chợ cá cảnh, chúng ta sẽ có dịp chiêm ngưỡng nhiều loại cá đẹp và lạ như bảy màu, hồng tử kỳ, sóc đầu đỏ, phấn hồng kỳ, cầu vồng xanh, rít anh đào, chuột chấm các màu, cá thần tiên, cá rồng.
và thị trường cá cảnh còn đa dạng hơn khi các nhà cung cấp đã nhanh nhạy trong việc tìm kiếm, giới thiệu nhiều loại cá mới lạ, đẹp mắt. Đơn cử như cá koi, nhân giống từ Nhật Bản với nhiều màu sắc bắt mắt, mỗi con một vẻ nên thu hút rất nhiều sự chú ý của người chơi cá cảnh ở thành phố Hồ Chí Minh. Hồi trước tôi hay chơi mấy loại cá là hán, với lại cá ba đuôi, lan thọ này nọ. Giờ em chuyển sang, tôi chuyển sang nuôi cá koi, vì màu sắc nó đẹp, đẹp phong phú, dễ nuôi, thức ăn thì dễ kiếm luôn. Tôi thì cũng thích đi dạo những thị trường cá cảnh, mà hôm nay thì đến đây thì thấy những loại cá này cũng đẹp, cũng định mua được một vài con. Người chơi có thể bỏ ra vài chục ngàn đồng cho đến vài chục ngàn đô la Mỹ chỉ để săn lùng sở hữu cho kỳ được một con cá cảnh vừa ý, và cũng sẵn sàng bỏ thời gian, tiền bạc để đầu tư lo lắng chú cá cảnh của mình như chăm sóc con mọn. Với tốc độ đô thị hóa nhanh, cuộc sống người dân ngày càng được nâng cao, vì vậy thú chơi cá cảnh và nghề nuôi cá cảnh cũng phát triển không ngừng. Trước đây, nghề nuôi cá cảnh chỉ tồn tại với mục đích phục vụ cho nhu cầu giải trí của một số ít người đam mê cá cảnh, và cũng chưa thể phát triển rộng rãi như hiện nay. Vì việc nuôi cá cảnh đòi hỏi những hiểu biết nhất định về kỹ thuật cho từng loại cá. Ví như trang trại cá cảnh Ba Sanh Koi của gia đình ông Võ Văn Sanh, Bình Quới, Bình Thạnh, một trong những trại cá cảnh lớn của thành phố Hồ Chí Minh. Với diện tích được mở rộng lên gần 2 hectare để nuôi các loại như cá dĩa, cá thần tiên, cá vàng, cá hồng quang, cá hải tượng, trong đó nhiều nhất là cá koi hay còn gọi là cá chép Nhật. Một loại cá mà theo ông đã mang lại hiệu quả kinh tế cao bởi tiêu thụ mạnh cả trong và ngoài nước. Cá cảnh Ba Sanh không chỉ cung ứng cho thị trường nội địa mà còn khẳng định vị trí thương hiệu cá cảnh Việt tại các thị trường Mỹ, Singapore, Pháp, Đức, góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu cá cảnh của Việt Nam có năm đạt trên 1,5 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, điểm mới và khác biệt chỉ tìm thấy tại trại cá Ba Sanh mà không thể tìm thấy ở trại cá cảnh nào hiện nay của Việt Nam, chính là ông Sanh đã ươm giống thành công loại cá Massa, một loại cá có tên khoa học là Gararufa, được phát hiện trong lưu vực giữa miền Bắc và miền Trung, phía đông Thổ Nhĩ Kỳ, hiện đang được nhiều nước trên thế giới ưa chuộng bởi cá có tác dụng hạn chế tế bào chết trên cơ thể người. Thưa ông có thể cho biết xuất phát từ đâu ông lại có cái ý tưởng tự mình sản xuất ra cái loại cá Massa này ạ? Vừa qua tôi có đi Singapore, thấy thị trường cá Massa này nó phát triển rất là mạnh. Để tìm hiểu của mọi người thích loại này là lại có giá trị kinh tế. Thì từ đó tôi mới nhập về Việt Nam để sản xuất, vừa phục vụ vừa làm kinh tế. Thị trường của cái cá Massa tại Việt Nam này như thế nào ạ? Hiện nay chúng tôi phát triển thì cái lượng hàng bán đôi khi cũng không đủ, bởi vì cái thị hiếu rất là cao. Không chỉ là nhà sản xuất cung cấp những loại cá cảnh thông thường đã có sẵn, mà ông Sanh luôn tìm tòi học hỏi, tiếp thu cái mới như việc tự nhân giống cá Massa. Qua đây có thể thấy, Việt Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng có nhiều tiềm năng cho nghề nuôi cá cảnh phát triển mạnh. Nhờ các điều kiện thuận lợi về khí hậu và nguồn nước tốt, nguồn lợi thủy sản tự nhiên phong phú, nguồn thức ăn tự nhiên dồi dào, chi phí sản xuất thấp và lực lượng nghệ nhân có tay nghề cao. Ngày nay, bên cạnh các trại sản xuất cá cảnh chuyên nghiệp, nhiều người nuôi chơi cá cảnh cũng đang biến thú vui giải trí này trở thành hoạt động làm chơi, ăn thiệt. Qua các bước tập tành, sản xuất thử ở quy mô gia đình, góp phần hình thành nên một mô hình kinh tế nông nghiệp ven đô. Đây cũng được xem là một trong những mô hình kinh tế quy mô nhỏ cần được giới thiệu, quảng bá nhiều hơn để có thể phát triển bền lâu ở các đô thị hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, đến đây chương trình Thủy sản Việt Nam kỳ này xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Xin cảm ơn sự đồng hành của Hiệp hội Chế biến Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP và Công ty Cổ phần Thủy sản Việt An. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Thủy sản Việt Nam kỳ sau.